Quỳ đi. Ngươi là ai? Gia phụ là Thiếu Khanh Đại Lý Tự, Chân Viễn Đạo. Thiếu Khanh Đại Lý Tự cũng không phải là quan lớn gì. Luận việc đâu cần chức quan cao thấp, chỉ luận chí lý mà thôi. Ngày nào cũng triệu con đến chết kinh thì thời gian rảnh của con sẽ ít đi. Có thể chép kinh thư cho Thái Hậu là phúc phần của thần. Thật ra giống Quyển Quyển được mấy phần cũng coi như là phúc của nàng. Vậy sao? Rốt cuộc đó chính là phúc hay là nghiệt của thần tiên? Canh gà ngon như vậy mà đi phối với đùi hun khói nặng mùi, khách lấn ác chủ, rất hiểu chuyện. Thần thiếp chỉ cảm thấy lạ. Hoàng hậu lẽ ra bệnh đến không ngồi dậy được, sao nói khỏe là khỏe lại liền như vậy? Hoàng hậu làm gì khỏe như vậy? E là dùng thuốc để chống đỡ thôi. Vậy thật tình không biết phải làm sao mở lời khuyên nhủ. Cuối cùng vẫn là không tài nào nói ra lời. Ngươi đã quên việc Ai Gia giúp ngươi thỏa nguyện lòng ngưỡng mộ trở thành phi tần của hoàng đế sao? Hả?